Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn download và cài đặt phần mềm Oxford Advanced Learner Dictionary 8, tức là phần mềm từ điển dành cho điện thoại Android. Đây là từ điển rất là nổi tiếng và rất tốt cho các giáo viên hoặc là sinh viên học bên môn tiếng Anh. Đây, các bạn nhìn vào phần link ở trong trang web của tôi, các bạn click vào đây. Các bạn đợi một chút. Sau đó là các bạn download. Ở đây nó vì phần mềm nó lớn cho nên tôi đã chia ra làm 6 file nhỏ. Các bạn download tất cả 6 file này về. Sau đó giải nén đây. Từng file một, các bạn click vào download lần lượt. Các bạn đợi một chút. Đây. Các bạn click vào đây để download 200 MB. Các bạn có thể download bằng phần mềm IDM hoặc là bất kỳ cái phần mềm nào hỗ trợ download. Đây. Các bạn click vào đây để download, click vào cái phần xanh xanh download 200 MB đây. Sau đó, sau khi download về, nó có dạng 6 phần như thế này. Để giải nén thì các bạn chỉ việc nháy chuột phải vào part 1 extract here. Như vậy là nó sẽ tự động nối tất cả 6 file lại thành một. Đấy. Các bạn đợi một chút, nó sẽ nối 6 file thành một. Có kinh nghiệm nhiều năm tôi dạy tiếng Anh thì tôi thấy đây là phần mềm hay nhất từ trước đến bây giờ, bởi vì nó có rất nhiều cái tiện ích. Ví dụ như thế là đọc của nó thì đúng cái giọng của người Anh chuẩn. Và thứ hai nữa là nó có nhiều các cái dạng, khi chúng ta tra từ điển chúng ta có thể tra cái dạng word form và có nhiều ví dụ trong đó. Các ví dụ sử dụng từ thì nó lấy ví dụ rất là cụ thể, hoặc là các cái thành ngữ sử dụng cái từ đó. Và tất cả các từ tra trong cái từ điển này thì đều đã được phiên âm bằng tiếng Anh. Sau khi các bạn giải nén về, nó sẽ có dạng như thế này. File Oxford đây, trong đây nó có 5 file. Các bạn copy, đừng có đổi tên cái folder này nhé các bạn nhé. Các bạn copy, sau đó là các bạn cắm điện thoại của mình vào. Cắm điện thoại của mình vào đây. Ví dụ đây là điện thoại của tôi. Các bạn click vào điện thoại của mình. Và đây có phần thẻ nhớ và phần điện thoại, thì các bạn nhớ copy và paste vào phần điện thoại. Đây, các bạn paste vào đây. Ở đây tôi đã có sẵn rồi, cho nên là các bạn nhớ là các bạn paste vào đây. Đây, sau khi paste xong đây và các bạn tiếp tục mở điện thoại của mình ra cài đặt và sử dụng bình thường. Chúc các bạn thành công.